Không mạng là bạn chửi Phật hoặc mắng Phật cũng là Phật giáo đồ, cho nên nói cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn, dùng đủ thứ pháp môn thường lợi ích chúng sinh. Chúng sinh có khổ khiến diệt trừ, Phật thương xót chúng sinh, khiến cho tất cả khổ của chúng sinh đều tiêu diệt. Vì Phật dạy chúng sinh tu pháp môn liễu sinh thoát tử, tức cũng là pháp 12 nhân duyên. xảo thuật La Vương thấy môn này, vị Sảo huyễn thuật A à Tu La Vương, minh bạch thấy được cảnh giới này. Phật vô lượng kiếp tu khổ hạnh, lợi ích chúng sinh tịnh thế gian, nhờ vậy trí Phật chọn thành tựu, đã quyến thuộc vương thấy như vậy. Phật vô lượng kiếp tu khổ hạnh, khi Phật thích cả tại nhân địa thì tu đủ thứ sự khổ hạnh, trải qua vô lượng kiếp Với viên mãn công đức mà thành Phật, do đó ba A Tăng Kỳ tu phước vệ trăm kiếp chồng tướng tốt. Đức Phật trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh chỉ tinh tấn mà chẳng thối lùi, chẳng giống như chúng ta tọa thiền, tu được mấy ngày thì sinh tâm thối chuyển, cảm thấy không được thoải mái bằng nằm ra. Hoặc tu ngày ăn một bữa, cảm thấy ăn nhiều bữa thì có ích lợi cho thân thể. Tự mình thế mình làm luật sư biện hộ, có tư tưởng này, làm sao yên tâm tu đạo được. Tu khổ hạnh là cước đạp thật địa mà tu hành, chẳng phải chỉ nói xuông là được do đó không trải qua một phen lạnh thấu xương sao được hoa mai thơm ngát mũi. Lợi ích chúng sinh tịnh thế gian, Đức Phật vì lợi ích chúng sinh mà tu khổ hạnh, chỉ cần có ích cho chúng sinh thì bất cứ khổ như thế cũng đều chịu được. Phật tu khổ hạnh là lợi ích chúng sinh, là thanh tịnh thế gian, khiến cho chúng sinh chẳng có tư tưởng không thanh tịnh và hành vi ô nhiễm. Như vậy thì thế gian sẽ thanh tịnh chẳng ô nhiễm. Nhờ vậy trí Phật chọn thành tựu, nhờ vậy mà Phật trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh, lợi ích chúng sinh thanh tịnh thế gian làm đủ thứ công đức, hành đủ thứ sự khổ hạnh là do trí của Phật khắp cùng thành tựu. Đại quyến thuộc Vương thấy như vậy, vì đại quyến thuộc A Tu La Vương hiểu biết và thấy được cảnh giới của Phật, tu khổ hạnh và lợi ích chúng sinh vô ngại vô đẳng đại thần thông động khắp mười phương tất cả cõi chẳng khiến chúng sinh sinh sợ hãi đại được thấu rõ pháp môn này vô ngại vô đẳng đại thần thông vô ngại tức là chẳng có gì chướng ngại tức cũng là thông đạt vô ngại vô đẳng là chẳng có gì sánh bằng tức cũng chẳng có gì bằng được thần thông có lớn có nhỏ đều khác nhau thần thông nhỏ là thần thông của bảng môn tả đạo chúng cũng có một thứ tiên trì tiền giác. Nếu truyền thần bị động thì chúng nghĩ hôm nay sẽ có ai đến. Nếu mắt bị giật thì chúng tưởng nghĩ hôm nay phải phát sinh sự việc gì, có khi cũng có chút linh nghiệm. Đó là thần thông của kẻ chẳng khai mở ngũ nhãn lục thông. Đại thần thông là thần thông của bậc đã khai mở ngũ nhãn lục thông. Các ngài không cần suy nghĩ, cũng không cần khởi ý niệm thì lập tức biết muốn phát sinh sự việc gì, hoặc là có cảnh giới gì muốn xảy ra, các ngài đều thấy rõ ràng biết được nhân quả ngoài tám phạm đại kiếp. Động khắp mười phương tất cả cõi, thần thông của Phật Quảng Đại không thể so sánh được, có thể làm cho mười phương tất cả cõi, khắp đều dao động, nhưng chẳng tổn thất tai hại gì. Chẳng khiến chúng sinh sinh sợ hãi, tuy nhiên tại một cõi nước có biến động, động biến động cho đến mười phương thế giới cũng biến động, cũng có động biến động, nhưng không làm cho chúng sinh có cảm giác kinh hãi sợ sệt. Tuy nhiên có động nhưng chẳng nguy hiểm. Đó là vì thần lực của Phật làm cho biến động. Đại lực thấu rõ pháp môn này, vì đại lực Atula Vương thấy rõ được cảnh giới này, vì vị này thấy được cảnh giới của Phật. Phật hiện ra đời cứu chúng sinh, tất cả trí đạo đều khai thị khiến cho lìa khổ được an lạc biến chiếu khai xiền được nghĩa này phật hiện ra đời cứu chúng sinh trừ phật ở tại thường tịch quang tịnh độ vừa thanh tịnh vừa an vui vậy tại sao phải hiện ra nơi đời ác năm trượng và thấy chúng sinh trôi nổi ở trong biển dục thật đáng thương xót cho nên khởi tầm thương xót đến thế giới ta bà này để cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ tất cả trí đạo đều khai thị Phật dùng tất cả trí huệ để diễn nói đạo lý vượt ra khỏi hồng trần, tức cũng là pháp môn thoát khỏi ba cõi. Phật thấy người hạ căn thì nói pháp về nhân quả, nhân duyên, người trung căn thì nói pháp 37 đạo phẩm, thấy người thượng căn thì nói pháp Bồ Tát đạo đục độ vạn hạnh. Đó là vì người thuyết pháp, pháp bình đẳng độ khắp ba căn không phân biệt đó đây, đó là chỗ vĩ đại của Phật giáo, chỗ mà hơn các tôn giáo khác cũng tại chỗ này khiến cho liều khổ được an lạc. Đức Phật xuất hiện ra đời, duy trì một mục đích là khiến cho tất cả chúng sinh liều khổ mà đắc được an lạc. Do đó, thần thư vô hiểm, tâm mình vô ưu, nghĩa là thần thư thái thì chẳng nguy hiểm, tâm sáng suốt thì chẳng sầu lo, tức cũng là thần tâm kiện khang. Phật giáo chú trọng về mặt tu dưỡng tinh thần mà không chú trọng về mặt hưởng thụ vật chất cho nên người xuất gia vứt bỏ năm dục một không tham tài hai không kết hôn ba không cầu danh bốn không ăn thịt năm không ngủ nhiều sống đời đạm bạc đó là lối sống thành tâm quả dục chẳng phải phàm phu tục tử làm được vua đường thái tổng có nói xuất gia là việc của bậc đại trượng phu cho nên phật giáo đề xứng tinh thần hơn hẳn vật chất tinh thần là tư lương tu đạo còn vật chất là nguồn gốc tạo nghiệp biến chiếu khai xiền được nghĩa này đạo lý này vì biến chiếu mà tù là vườn khai thị xiền minh được tất cả biển phước của thế gian phật lực sinh được khắp chiến tịnh phật khai thị được nơi giải thoát kiên hạnh trang nghiêm vào môn này tất cả biển phước của thế gian thế gian là tất cả chúng sinh thế gian tức cũng là hữu tình thế gian phước do tù mà có tu nghiệp thiện làm công đức tích tụ các thành pháp có đủ thứ công đức rồi, thì sau đó mới có đủ thứ phước báo, phước báo rộng lớn như biển cả, cho nên Đức Phật gọi là phước đủ huệ đủ, xưng là lưỡng túc tồn, phải phước huệ xong tu, do đó tu phước không tu huệ, làm vòi màng ảnh lạc, tu huệ không tu phước là hán ổn bát không, phước là từng chút từng chút tích tập mà thành giống như biển cả bất cứ nước sông lớn hoặc nước sông nhỏ đều chảy vào biển cho nên mới thành biển cả. Tu phước cũng như thế, bất cứ phước bao nhiêu cũng phải tu, dù phước nhỏ như hạt bụi cũng đừng bỏ qua, do đó phước không tổn mất, tập ít thành nhiều, mới thành tựu biển phước. Phật lực sinh được khắp khiến tịnh, sức lực của Phật không thể nghĩ bàn, sinh được tất cả phước thành tịnh, khiến khắp tất cả chúng sinh đều đắc được phước báo thành tịnh. Phật khai thị được nơi giải thoát, Đức Phật khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch đạo lý này đã được nơi giải thoát, kiên hạnh trang nghiêm vào môn này. Vị kiên cố hạnh diệu trang nghiêm A-tu-la-vương, minh bạch được đạo lý này, do đó vào được môn giải thoát này. Ai vào được môn này là nội hán môn, và không được môn này là ngoại hán môn thân Phật đại bi không gì bằng, đi khắp vô ngại đều khiến thấy, ví như hình bóng hiện thế gian, nhân huệ nói được công đức này. Thân Phật đại bi không gì bằng, đại bi tức là cứu khổ, giải trừ tất cả thống khổ của chúng sinh, do đó đồng thể đại bi, thấy người khổ giống như nỗi khổ của mình, thấy người vui giống như niềm vui của mình thần đại bi của phật trên thế gian chẳng có người nào có thể so sánh được phật là vô thượng cho nên khi đức phật đàn sinh dưới cây vô yêu bèn nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đi khắp vô ngại đều khiến thấy chúng sinh trong mười phương thế giới đều thấy được thần đại bi của phật vì thần đại bi của phật đi khắp pháp giới mà chẳng chướng ngại giống như hình bóng hiện thế gian thần đại bi của phật giống như hình và bóng không đìa với nhau hình không đìa bóng tóm lại thân người bất cứ đến đâu bóng cũng đều theo mà không phân lì hình bóng thần đại bi hiện khắp trong hữu tình thế gian nhân huệ nói được công đức này vì quảng đại nhân huệ a tu la vương sẽ nói được công đức này và được môn giải thoát này hì hữu vô đẳng đại thần thông nơi nơi hiện thần khắp pháp giới tại đều ngồi dưới cội bồ đề nghĩa này thắng đức diễn nói được hy hữu vô đẳng đại thần thông hy Hi hữu tức là hy kỳ ít có vô đẳng là chẳng gì sánh được sự thần thông hy kỳ ít có không thể sánh chỉ có phật mới có thần thông không thể suy nghĩ không thể luận bàn nơi nơi hiện thần khắp pháp giới pháp thần của phật là tận hư không khắp pháp giới nơi nơi đều hiện pháp thân. Pháp thân này chẳng thể sánh, chẳng chướng ngại. Thầy đều ngồi dưới cội bồ đề, mỗi vị Phật đều ngồi dưới cội bồ đề ở thế gian của các ngài để làm gì? Tĩnh tọa tư duy pháp liễu sinh thoát tử. Chúng ta đã trồng xuống hạt giống bồ đề, đợi cây bồ đề lớn lên, hy vọng cũng có Phật ngồi dưới cây bồ đề thành chánh giác. Phật pháp từ phương đông truyền đến phương tây, tại phương đông là thời đại mạt pháp tại phương tây là thời đại chánh pháp vì phật pháp mới bắt đầu ở tây phương cho nên các bạn học phật pháp phải tinh tấn tu hành nỗ lực nghiên cứu trách nhiệm tục phật huệ mạo là ở trên vai những người thanh niên các bạn các bạn phải gánh lấy sứ mạng làm cho phật pháp phát dương quảng đại hoàng dương toàn thế giới trách nhiệm của các bạn trọng đại đứng có phụ kỳ vọng của phật giáo nghĩa này thắng đức diễn nói được nghĩa lý cảnh giới môn giải thoát này vị hiện thắng đức a tu la vương diễn nói được đạo lý cảnh giới này cảnh giới này là cảnh giới của phật cảnh giới của phật là vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn diệu không thể tả vị a tu la vương này minh bạch được cảnh giới này còn cảnh giới khác của phật thì chẳng biết ba đời như lai tu các hạnh các cõi luân hồi đều trải qua, độ chúng sinh khổ không xót thừa, thiện âm tán thán pháp môn này. Ba đời như lai tù các hạnh, như lai là Phật, Phật là như lai, sự kia trong vô lượng kiếp ba đời chư Phật tu hành tất cả các hạnh môn. Ba đời tức là quá khứ hiện tại và vị lai, ví như năm ngoái phải tu hành, năm nay phải tu hành, sang năm cũng phải tu hành, tháng vừa rồi phải tu hành tháng này phải tu hành tháng tới càng phải tu hành giống như chúng ta người tu đạo hôm qua tu như thế này hôm nay tu như thế này ngày mai cũng tu như thế này ngày mốt cũng tu như thế này phải ngày nào cũng tu hành không gián đoạn thì mới có sự thành tựu đức phật tu đạo thì bất cứ việc thiện nhỏ như thế nào cũng đi làm còn việc ác nhỏ như thế nào cũng chẳng làm cho nên dùng việc thiện nhỏ mà tích tụ thành việc thiện lớn. Đức Phật trong quá khứ tu viên mãn 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Các cõi luân hồi đều trải qua, các cõi là cõi trời, cõi người, cõi a tu cõi xúc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Trong sáu nẻo luân hồi, Phật đều bình đẳng đi thọ sinh, trong cõi đó đều bình đẳng giáo hóa chúng sinh cõi đó cho nên nói các cõi luân hồi đều trải qua. Luân hồi phần làm sáu cửa, tùy theo nghiệp lực của họ mà vào cửa. Người tu nghiệp thiện thì chuyển vào cửa ba đường lành, người tu nghiệp ác thì chuyển vào cửa ba đường ác. Đây chẳng có ai thẩm phán mà là tự động. Một số chúng sinh lưu truyền ở trong sinh tử, sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh, sinh sinh tử tử không thời hạn, trôi nổi trong biển khổ, không được giải thoát. Phật vì cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ sinh tử, mới đến các cõi để giáo hóa, giáo hóa chúng sinh trong cõi trời, cõi người, cõi a tu la, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Phật thị hiện đủ thứ thần chúng sinh để thuyết pháp, khiến cho chúng sinh diễu sinh thoát tử. Đồ chúng sinh khổ không so thừa, Phật làm thế nào để giáo hóa chúng sinh? Tức là vào trong các cõi, hiện thần chúng sinh, mà vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh liệu khổ được vui, gặp chúng sinh không hiểu Phật Pháp, thì Phật dùng tầm nhẫn nhục để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh tu hành, chúng sinh đã biết tu hành, thì Phật giúp cho họ thành tựu đạo nghiệp, chúng sinh đã thành tựu đạo nghiệp, thì Phật trợ giúp cho họ được giải thoát, khiến cho chúng sinh cầu đạo, tù đạo, hiểu đạo, thành đạo, đắc được quả giác viên mãn vốn có, làm cho chúng sinh hết khổ, một chút cũng không xót thừa thiện âm tán thán pháp môn này vị thiện âm atula vương tán thán cả gợi cảnh giới vi diệu này môn giải thoát này của phật bây giờ đã giảng xong sở đắc môn giải thoát và kệ của tám bộ chúng trong dị sinh chúng dưới đây tiếp tục giảng các thần 19 chúng hết tập hai